Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, sau nhận định về tình trạng báo chí của cộng đồng người Việt hải ngoại tuần trước, mời quý vị theo dõi nhận định của nhà báo Phạm Trần về chính sách báo chí truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các cơ quan báo chí và truyền thông của Đảng và Nhà nước sau khi làm chủ toàn cõi đất nước kể từ năm 1975, cũng như đối với tiếng nói hay là quan điểm đối lập của những nhà bất đồng chính kiến do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện trong phần 17 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn sau đây. Dạ thưa ông, trước hết là xin ông có cái nhận định về vấn đề giới hạn truyền thông của những người bất đồng chính kiến hay là của những nhà phản kháng với chế độ. Cái điều đầu tiên là tôi muốn nói về cái chính sách báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ. Chính sách báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định hai điều. Thứ nhất, báo chí là của các tổ chức đảng, đoàn thể và hội đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì cái lý do đó, cho nên cái tờ báo đó có nhiệm vụ tuyên truyền những tôn chỉ, những mục đích và những việc làm của tổ chức của mình. Tổ chức đó được gọi là chủ quản báo chí. Thì dù như Bộ Canh Nông cũng có một tờ báo, Nghiệp đoàn May Dệt cũng có một tờ báo, thì những cái tờ báo đó có nhiệm vụ phải phục vụ cho cái đoàn thể của mình. Đó là điều thứ nhất. Còn nhiệm vụ của người làm báo là có luật đàng hoàng, là phải phục vụ quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền lợi của tập thể và quyền lợi của quần chúng, của nhân dân, người ta gọi là nhân dân. Và những người nhà báo đó phải có ở trong tổ chức hội nhà báo, tổ chức của những người làm báo. Tất cả những người tổ chức đó, nằm ở trong tổ chức đó, lãnh đạo mấy cái tổ chức đó đều là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra tôi mới gọi những nhà báo Cộng sản là những cán bộ báo chí. Họ không phải là những người làm báo mà theo nghĩa chúng ta hiểu ở nước ngoài. Họ là những tuyên truyền viên, những cổ động viên cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ là những báo cáo viên, họ đưa tin tức đến những cái tổ chức của người dân ở địa phương để họ nói cho người dân hiểu, là những người đó gọi là tuyên truyền viên và báo cáo viên. Kế cận đó là những người làm báo, họ cũng có nhiệm vụ y hệt như vậy. Họ cũng truyền bá những tin của Đảng, những tin của nhà nước đến nhân dân. Chỉ có khác một cái là cái tên gọi tuyên truyền viên, báo cáo viên và nhà báo. Chỉ có khác nhau bằng cái tên gọi. Chứ nhiệm vụ của họ cũng ê hệt như nhau. Mặc dù là họ có trường dạy làm báo và viết văn Nguyễn Du. Họ được huấn luyện, nhưng mà huấn luyện theo cái tiêu chuẩn của người làm báo, viết theo Đảng, viết theo lệnh của chủ quản, và mỗi một tờ báo đều có một người tổng biên tập, tức là người chủ bút. Cái người đó là cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngồi vào đó, được đặt để ngồi vào đó để điều khiển tờ báo. Thành ra báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam
báo chí gọi là tờ Nhân Dân hay là tờ Tiền Phong, tờ Thanh Niên, tờ Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng vân vân, cũng đều là do người Cộng sản điều khiển cả. Chỉ có một điều là những cái tờ như là Thanh Niên hay Tuổi Trẻ thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, nó không có lộ liễu như những tờ như là Nhân Dân, Tiền Phong, Quân Đội Nhân Dân hay là những cái tờ báo khác, hay là tạp chí Cộng sản, tạp chí Tuyên Giáo, tạp chí Tuyên Vận vân vân. Những cái tờ báo đó là tờ thuần túy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, tờ Công an Nhân dân chẳng hạn, thì họ có cái nhiệm vụ của họ. Còn những cái tờ báo của người xuất bản ở Việt Nam bây giờ đó là của không tổ chức này cũng là tổ chức kia, không có tư nhân giao báo. Là vì Đảng Cộng sản Việt Nam nói rõ không chấp nhận cho tư nhân ra báo, không chấp nhận đảng phái chính trị. Vì vậy cho nên là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó mới độc quyền cai trị. Theo những cái điều 4 hiến pháp, họ độc quyền cai trị. Độc quyền cai trị đối với đảng thì ra đành, đảng này còn đối với cả đất nước, lại lãnh đạo cả dân tộc. Họ viết công khai Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo. Có ai bầu họ làm lãnh đạo đâu, họ tự viết thế, họ tự làm như thế. Báo chí cũng vậy, báo chí của họ là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, do Ban Tuyên giáo, mỗi một tờ báo có một Ban Tuyên giáo con đứng làm chủ quản. Mặc dù là trên nguyên tắc mỗi một cái tờ báo đó là do một cơ quan đoàn thể đứng làm chủ, nhưng mà bên trong vẫn là do Tuyên giáo, chứ không phải rằng là anh muốn làm gì thì làm. Bởi vậy cho nên là một vài trường hợp có những cái tờ báo nhảy rào hay là đăng tin mà chưa được kiểm soát, chưa được cho phép, bị đóng cửa một thời gian hay là bị đóng cửa vĩnh viễn. Đấy, thành ra cái vấn đề báo chí của Cộng sản nó là như vậy. Nó rõ ràng, minh bạch là của Đảng, không có cách nào mà thay đổi được hết. Dù họ nói rằng là báo chí Việt Nam là một nền báo chí tự do, nhưng mà tự do đối với trong phạm vi của người Cộng sản, chứ không phải là tự do của quần chúng. Đấy là cái nền báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa ông, như vậy thì dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ, những đạo luật hay những quy định nào để ngăn cấm hay là chèn ép những hình thức mà phát biểu tư tưởng hay là quan điểm của những người phản kháng chế độ hay là những người bất đồng chính kiến, dầu là trên cái hình thức internet này kia như vậy hay là blog, họ không có cái đạo luật nào ngăn cấm cả. Các tổ chức hay là các cá nhân bất đồng chính kiến ở Việt Nam có quyền viết, có quyền phổ biến trên các cái website của mình, chỉ có một cái là nhiều khi bị xóa đi, bị buộc phải xóa đi hay là bị rút đi. Họ cứ đăng thì cứ đăng, đăng xong phải rút đi mà không có lời giải thích. Chính quyền cũng không hề nói là tại sao họ ra lệnh rút đi. Mà ví dụ như bây giờ những cái bài báo của ông ba, ông A, bà B mà xuất hiện thì họ cứ để cho xuất hiện. Nhưng mà rồi công an đến nhà hạch hỏi tại sao viết như vậy. Từ nay cấm chỉ không được viết nữa. Nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy. Thành ra cái sự khủng bố đó, sự đe dọa đó là ngấm ngầm, không có công khai trên mặt báo. Ví dụ như một cái website ở trong nước nổi tiếng của giới trí thức mà coi như đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam là cái website Bullshit Việt Nam. Cái website Bullshit Việt Nam đó của những trí thức coi như những người bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam, họ vẫn phổ biến những bài của họ, họ vẫn phổ biến những bài của người Việt Nam ở nước ngoài, họ vẫn phổ biến những bài dịch hay là những bài của các đài phát thanh quốc tế nói về tình hình Việt Nam, nói về vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng mà khi nào mà nhà nước thấy ngứa ngáy thì họ xóa đi, thì họ buộc phải xóa đi, họ gọi cái người chủ trương lên hạch hỏi, tức là họ vẫn bị khủng bố. Ở Việt Nam không có báo in đối lập, không có đài phát thanh hay đài truyền hình của những người đối lập, không có. Chỉ có các đài phát thanh trên 800 tờ báo
là của nhà nước. Trên dưới 40 đài phát thanh, đài truyền hình của chính phủ, từ Nam ra Bắc, không có đài của tư nhân. Nếu của tư nhân có làm chăng nữa được bỏ lên YouTube hay là Facebook, nhưng mà cái sự phổ biến đó nó rất hạn chế. Nó chỉ có những người nào có thể vào được Facebook hay là YouTube thì mới coi được mà thôi. Cái số đó đâu có nhiều, cái số đó không phải là đại chúng. Ngược lại, đài truyền hình của Cộng sản Việt Nam, đài phát thanh của Cộng sản Việt Nam ra rả ngày đêm để tuyên truyền những bài viết, những bài báo ca tụng đảng, ca tụng chính sách của đảng khắp làng trên xóm dưới, khắp mọi nơi. Thành ra cái sự lấn áp về tuyên truyền, về báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn bao phủ làn sóng, bao phủ báo in và bao phủ báo nói ở tại Việt Nam.